À vâng. Xin chào toàn thể quý anh chị ạ. À, video này thì em sẽ gửi tới anh chị mình một lô đất nằm trong dự án Phú Hồng Thịnh 8 ha. Tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. À, lô đất này nằm trên mặt tiền đường trục chính đường này này. Kinh doanh buôn bán luôn quý anh chị nhá. Vừa ở vừa kinh doanh buôn bán nhá. À, đây là đường trục chính của dự án Phú Hồng Thịnh 8 ha quý anh chị ha. Dự án này có quy mô tổng là khoảng hơn 1.000 sản phẩm, hơn 1.000 hộ ha, 1.200 hộ ha, tính cả 3 giai đoạn. Đấy. Thì sản phẩm của mình là nằm trên đường trục chính này. Đường này là đường đẹp nhất trong dự án này và kinh doanh buôn bán được nha quý anh chị nhá. Kinh doanh buôn bán được nha. Đấy thì như quý anh chị mình đang nhìn thấy đây, ở đây người ta kinh doanh rất là nhiều này quý anh chị thấy không ạ? Đó rất là đẹp ha. Đấy. Quý anh chị thấy không ạ? Đó ha. Đường này chạy thẳng ra là tới đường DT743, ra chạy thẳng ra là DT743 quý anh chị, ra tầm 100m thôi ha là thấy chợ Phú Phong luôn. Đó chạy thẳng đường này ha, ra tới chợ Phú Phong quý anh chị nha. Đấy. Đây em quay con đường này, tổng con đường này cho quý anh chị mình xem đấy, trong đây còn dài lắm này quý anh chị. Đó ha, sâu thẳm xuống dưới đó ha, xây nhà kín hết rồi quý anh chị nha. Đấy, đây là đường trục chính nha quý anh chị, đường N1 ha, đường trục chính hay còn gọi là đường N1 của dự án Phú Hồng Thịnh 8 tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Lô này thì vừa kinh doanh vừa ở, vừa đầu tư rất là ok luôn quý anh chị, đẹp tuyệt vời luôn ha, nằm trên đường trục chính quý anh chị nha. Đấy. À, dự án này nó cũng gần với ngã tư Miếu Ông Cù, cách ngã tư Miếu Ông Cù tầm 200m thôi ha, gần chợ Phú Phong. Cách chợ Phú Phong tầm 100m thôi. Đấy, chạy thẳng ra tới chợ Phú Phong này. Trong khu này có trường học luôn quý anh chị nha. Đấy, lô đất mình hôm nay em chia sẻ anh chị mình là ở vị trí đây ha. Đấy. Ở vị trí này. Cái lô này là 72m² quý anh chị ha. 72m² quý anh chị nha. 72m², ngang 4 dài 18. À, hướng chính bắc. Đấy, giá là 2 tỷ 580 triệu, 2 tỷ 580 triệu anh chị nha. Giá còn thương lượng chính chủ ha. Đấy, sổ hồng riêng, sổ sắn luôn, hỗ trợ ngân hàng thoải mái luôn. Đấy. Có thể công chứng ngay được luôn, sổ ở nhà quý anh chị nha, sổ tươi ha. À, anh chị nào mà yêu thích là mình công chứng ngay trong ngày được luôn quý anh chị nhá. Đấy, rất là đẹp ha. Đấy, khu vực kinh doanh buôn bán rất là ok này quý anh chị. Đó. Quý anh chị mình thấy người ta kinh doanh rất là ok ha. Đấy. Vị trí đất mình ở đây quý anh chị ha. Chỗ này ha. Hướng chính bắc quý anh chị nhá, ngang 4 dài 18 ha. Đấy, ở đây thì xây một trệt một lầu như quý anh chị đang nhìn thấy đây. Đấy. Xây một trệt một lầu ha. Đấy. Đây, người ta kinh doanh rất là ok này quý anh chị. Rất smart nha. Đấy. Vừa ở vừa kinh doanh được luôn anh chị. Lô này đầu tư cũng tốt ha, giá tuyệt vời ha. Giá chỉ có 2 tỷ 590 triệu thôi. 72m² quý anh chị nha. 72m², trục chính của dự án Phú Hồng Thịnh 8. Rồi. Anh chị nào yêu thích lô đất này thì hãy liên hệ cho em Hải ha. Ngoài lô này ra thì bên em còn nhiều sản phẩm khác ở trong khu vực này nữa. Khu vực Phú Hồng Thịnh 8 này, Phú Gia Huy và Phú Huy, ở trong khu này có 3 khu ha. Đấy. Ngoài ra thì bên em chuyên bất động sản thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh. Bên em nhận mua bán, nhận ký gửi và nhận tìm nhà đất theo yêu cầu quý anh chị nha. Bên em có một cái giỏ hàng rất là đa dạng, rất là nhiều phân khúc. Nếu anh chị mình yêu thích thì hãy liên hệ cho bên em để bên em phục vụ quý anh chị mình một cách tốt nhất. Rồi, video em Hải đến đây xin phép dừng lại. Cảm ơn quý anh chị mình đã cùng đồng hành và theo dõi kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản trong thời gian qua. Em xin chào ạ.